Ukraine quanh tạc tiền đồn ở Kherson, Nga đẩy lùi âm mưu xâm nhập vào Benkorod. Ukraine nghiêm túc với chiến dịch tại Crimea, loạt lãnh thổ Nga vào tầm ngắm NATO. Thụy Điển hoàn thành mục tiêu gia nhập NATO, nguy cơ Nga bị vây hãm ở Baltic. Ukraine triệu tập sứ thần Vatican, lãnh đạo NATO tuyên bố nóng. Nhân tố đặc biệt có khả năng cản đường ông Trump trở lại Nhà Trắng. Lực lượng không quân Ukraine vừa công bố đoạn phim từ máy bay không người lái cho thấy một sở chỉ huy của Nga nằm trên một tàu chở dầu bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng đường không. Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine, Ukrinform, thông tin nêu trên đã được tư lệnh không quân nước này, Trung tướng Mykola Oleschuk, đăng tải trên kênh Telegram ngày 11 tháng 3 theo giờ địa phương. Tờ Ukrainska Pravda cho biết thêm, tuy tướng Oleschuk không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng báo này được thông báo rằng chiến dịch tấn công nhằm vào tiền đồn của Nga trên một con tàu mắc cạn diễn ra vào ngày 11 tháng 3 tại tỉnh Kherson. Cùng ngày, RT dẫn thông tin của phóng viên Yevgeny Poduny thuộc đài truyền hình Russia One cho biết quân đội Nga đã để lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào vùng Belgorod. Trong một bài viết đăng trên Telegram, phóng viên Poduny nói rằng đó là cuộc tấn công có chủ đích với sự tham gia của xe tăng và pháo binh nhằm vào quận Greivorovsky của khu vực giáp biên giới với Ukraine. Phóng viên Poduny cho biết thêm cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng đặc biệt Atan của Tổng cục Tình báo chính GUR của Ukraine. Lực lượng tấn công được hỗ trợ bởi 5 xe tăng, 10 xe bọc thép chở quân, xe bán tải gắn súng máy hạng nặng, súng tự hành và nhiều bệ phóng tên lửa. Truyền thông địa phương cho biết, lực lượng Ukraine đã cố gắng di chuyển bí mật thông qua các con núi nhưng vẫn bị quân đội Nga phát hiện. Ngay sau khi phát hiện ra đối thủ, Nga đã triển khai máy bay chiến đấu và UAV để tập kích. Trong đoạn video được phóng viên Poduni đăng kèm, có cảnh tên lửa đạn đạo Iskander bắn nổ pháo Caesar được Pháp gửi tới Ukraine. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng sử dụng bom thông minh FAB và UAB cảm tử Lancet để đẩy lùi đối thủ. Ông Poduni nói thêm, đợt tấn công chính xác của quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 70 binh lính của đối thủ, vô hiệu hóa 5 xe tăng, 3 pháo tự hành, một hệ thống tên lửa phóng loạt và nhiều xe bọc thép chở quân. Truyền thông Nga nhận định, cuộc tập kích nhắm vào Bengorod là một kế hoạch quân sự nhằm tạo ra sự hoảng loạn ở Nga trước thềm cuộc bầu cử tổng thống. Hiện tại, quân đội Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Sau thời gian lơ là phòng thủ, Ukraine hiện đang chạy đua củng cố phòng tuyến nhằm cản bước tiến của Nga, nhưng tình hình đang ngày càng khó khăn. Quân đội Nga biết rằng các đơn vị Ukraine đang thiếu binh lính cùng đạn dược khi nguồn viện trợ từ Mỹ và châu Âu gián đoạn. Các quan chức và chỉ huy quân sự Ukraine đánh giá chiến thuật gây áp lực hiện nay của Nga chủ yếu nhằm mục đích tận dụng thế chủ động trên chiến trường trước khi mở một chiến dịch tấn công lớn hơn vào mùa xuân này. Quân đội Ukraine dù đối mặt với nhiều khó khăn vẫn nỗ lực chuẩn bị đạn dược và tìm kiếm cơ hội tấn công lực lượng Nga, áp dụng chiến thuật phòng thủ chủ động nhằm ngăn chặn đối thủ có quân số đông hơn và được trang bị tốt hơn. Gần đây, Ukraine gấp rút xây tuyến phòng thủ ba lớp nhằm chặn đứng bước tiến công của đối phương. Hãng AFP ngày 12 tháng 3 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay tình hình ở các mặt trận đã được cải thiện và Ukraine đang chặn đứng bước tiến của Nga ở tiền tuyến. Trong bối cảnh Ukraine gấp rút xây dựng 2.000 km công sự, Bộ quốc phòng Anh cho biết Ukraine gần như chắc chắn đang tăng cường khả năng phòng thủ của mình bằng các hàng rào chống tăng được gọi là răng rồng, mương, hào và bãi mìn. Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, rất có khả năng việc mở rộng các tuyến phòng thủ sẽ làm giảm khả năng tiến lên hoặc khai thác lợi ích chiến thuật của Nga trong các hoạt động tấn công đang diễn ra. Ngày 11 tháng 3, chỉ huy Dmitry Lykovy, đồng thời là người phát ngôn lực lượng tác chiến Tapria của Ukraine ở phía đông cho hay, các lực lượng của Nga có phần chủ động hơn quanh khu vực Novomikhalivka, phía nam làng Marinka do Nga kiểm soát. Theo ông Lykovy. Nga cũng tăng cường hoạt động quanh các ngôi làng ở tây nam Novo Mikhailivka. Người phát ngôn lữ đoàn tấn công trên không 079 của Ukraine cũng nhận định với Newsquick ngày 11 tháng 3 rằng giao tranh đang rất ác liệt và khó khăn quanh Novo Mikhailivka và Zaroslav Chebuni. Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine bằng cả bộ binh và các phương tiện bọc thép. Quân đội Ukraine trước đó cho biết lực lượng của nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Novo Mikhailivka, cũng như các khu vực Karasnohorivka và Heo gần đó. Kiev ghi nhận 25 cuộc tấn công của Nga trên khu vực này trong ngày hôm qua. Ông Likovi nói, đối phương muốn tiến công và tiếp tục gia tăng sức ép lên các ngôi làng Novo Mikhailivka, Heo và gần thành phố Karasnohoripka. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 3 cho biết, nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn tấn công trên 079 quanh Novo Mikhailivka và khiến các lực lượng của Ukraine tổn thất tới 180 binh lính. Kiev đầu tháng này cho biết Nga đang tập trung các nguồn lực quanh Novo Mekhailivka. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ, một đoạn video được công bố cùng thời điểm cho thấy các lực lượng của Nga đã tiến công vào Novo Mekhailivka. Nga đã tập trung nguồn lực tại các phòng tuyến của Ukraine gần thành phố Donetsk trong nhiều tháng. Vào giữa tháng 2 năm 2024, các lực lượng của Ukraine rút khỏi thị trấn chiến lược Adipka về phía tây bắc của thành phố, trong khi các lực lượng của Nga tiếp tục tiến về phía tây trong những tuần sau đó. Nga cũng liên tục tấn công khu vực Tây Nam thành phố Donetsk và kiểm soát được làng Marinka vào tháng 12 năm 2023. Moscow cũng tiến hành kế hoạch tấn công đa trục gần các thành phố ở Đông Bắc gồm Svatov, Kremina và Kubian, một trung tâm đường sắt quan trọng. Nga đang đạt được một số thành quả tại khu vực này trên tiền tuyến. Chỉ huy lữ đoàn 13 của Ukraine thừa nhận trên Newsweek vào cuối tháng 2 năm 2024. Khi Nga ngày càng đẩy lùi phòng tuyến của Ukraine, nhiều binh sĩ và cư dân sống gần vùng giao tranh lo lắng về những gì sắp tới. Một chiếc xe tăng T-64 Ukraine ẩn mình sau chiến hào ở ngoại ô thành phố Chasubza thuộc tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Nga đang tìm cách tấn công làng Ivanivsky gần đó. Tuy nhiên, trong suốt 72 giờ, khẩu pháo trên chiếc T-64 không khai hỏa phát nào bởi thiếu đạn nghiêm trọng. Các binh sĩ Ukraine cho biết họ phải chờ lệnh cấp trên mới được khai hỏa. Tình trạng thiếu đạn đang đe dọa nhiều đơn vị khác trên chiến trường. Jaroslav, chỉ huy đơn vị xe tăng, cho biết anh hiểu rằng với các chính trị gia phương Tây, cuộc chiến ở Ukraine là điều gì đó rất xa vời. Anh nói, song cuộc chiến này đang diễn ra ở đất nước tôi, chúng tôi cần vũ khí, kẻ thù đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, chúng tôi không thể tồn tại như một quốc gia độc lập, chúng tôi sẽ bị phá hủy. Máy bay không người lái UAV Lancet của Nga liên tục tập kích các vị trí của đơn vị Zaroslav suốt những tuần gần đây. Zaroslav không dám lạc quan về những gì có thể xảy ra nếu gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ không thể đến Ukraine. Anh nói, tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ chết, tất cả những người có mặt ở đây sẽ không còn nữa, lực lượng Nga sẽ tiến vào châu Âu. Vừa qua, cơ quan dịch vụ báo chí của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine GUR trích dẫn lời ông Kirin Budanov, người đứng đầu GUR trên trang Telegram cho biết Kiev đang chuẩn bị cho một chiến dịch nghiêm túc ở bán đảo Crimea. Cơ quan tình báo quân sự cho biết thêm, mọi hoạt động của quân đội Ukraine ở khu vực Biển Đen trong năm 2022-2023 cũng là một phần của chiến lược. GUR lưu ý các nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm tấn công tả ngạn sông Dnieper ở vùng Kherson cũng phục vụ mục đích tương tự. Thông tin này được công bố trong bối cảnh các gói viện trợ từ các đồng minh phương Tây cho Kiev đang chậm lại. Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt gói ngân sách hỗ trợ Kiev trong vài tháng qua, trong khi nguồn cung từ các nước EU không đủ để đáp ứng hết nhu cầu của quân đội Kiev. Crimea vốn là khu vực Moscow tập trung phòng thủ mạnh nhất. Trong năm 2022 và 2023, nhiều cây cầu huyết mạch tại Crimea đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công, làm gián đoạn tuyến đường tiếp vận nhu yếu phẩm của Nga đến và đi từ bán đảo này. Giờ đây, không chỉ bán đảo Crimea, các thành phố và tài sản quân sự quan trọng của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công gần hơn của NATO khi Thụy Điển chính thức gia nhập tổ chức này. Hồi tháng 2, chia sẻ trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, ông Linus Linkevicius, đại sứ Litva tại Thụy Điển, cảnh báo nếu Nga dám thách thức NATO, Kaliningrad sẽ bị vô hiệu hóa trước tiên. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ bình luận này và mô tả đây là cuộc chiến thông tin. Trong các tài liệu bị dò dỉ vào tháng 1 Giới chuyên gia quân sự Đức đã tính tới kịch bản Nga giành chiến thắng trong xung đột ở Ukraine và sau đó tấn công các thành viên vùng ban tích của NATO. Tuy nhiên, việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO đã giúp Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu có thêm nhiều cách để ngăn Nga tấn công vùng ban tích. Chia sẻ với tờ Business Insider, ông Nima khorami nhà phân tích tại Viện Bắc Cực, nhận định tư cách thành viên của Thụy Điển đang mở rộng phạm vi hoạt động của tên lửa NATO đưa các địa điểm chiến lược ở Kaliningrad và Saint Petersburg của Nga vào tầm ngắm. Ông Horami cho hay, điều này sẽ bổ sung thêm một lớp răn đe để ngăn chặn sự tấn công tiềm tàng của Nga, do các lực lượng NATO có thể phản ứng hiệu quả trước những mối đe dọa theo thời gian thực. Saint Petersburg là thành phố thứ hai của Nga và là nơi tọa lạc của căn cứ hạm đội Baltic của Nga. Trong khi đó, Kaliningrad giúp Nga triển khai sức mạnh vào khu vực Baltic, bao gồm các hệ thống phòng không các đơn vị tác chiến điện tử và tên lửa hành trình. Kaliningrad có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm tấn công vào khoảng trống Suwaki và các quốc gia vùng Baltic. Nhà nghiên cứu Oscar Johnson tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển cho hay làm suy yếu tài sản quân sự ở Kaliningrad là điều rất quan trọng đối với các hoạt động của NATO. Ông Johnson nói Thụy Điển đóng vai trò quan trọng tiếp nhận quân đội và năng lực của NATO một cách an toàn và khó bị lực lượng Nga nhắm tới trong khi Thụy Điển đủ gần Kaliningrad để triển khai các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Thụy Điển cách Kaliningrad 280 km và đây là khoảng cách lý tưởng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói việc Thụy Điển được kết nạp vào khối cho thấy ông Putin đã thất bại trong việc làm suy yếu liên minh này. Ông Stoltenberg nói, khi Tổng thống Putin mở kế hoạch ở Ukraine cách đây 2 năm, ông ấy muốn giảm vai trò của NATO và tăng kiểm soát với nước láng giềng. Ông ấy muốn phá hủy tư cách quốc gia có chủ quyền của Ukraine, nhưng ông ấy đã thất bại. NATO lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Ông Stoltenberg nói rằng xung đột của Nga không chỉ khiến các nước Thụy Điển và Phần Lan trước đây theo đuổi quan điểm không liên minh quyết định gia nhập chiếc ô an ninh của NATO, mà còn khiến cả Ukraine tiến gần tư cách thành viên NATO hơn bao giờ hết. Tổng thư ký NATO đưa ra phát biểu khi đứng cạnh thủ tướng Thụy Điển. Ulf Christensen, ngay trước khi quốc kỳ Thụy Điển được kéo lên cột cờ của trụ sở liên minh ở Bruxelles, Bỉ, đánh dấu tổ chức này đón thành viên thứ 32. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh Thụy Điển đã có được vị trí xứng đáng trong khối này. Cũng theo Tổng thư ký Stoltenberg, việc Thụy Điển gia nhập NATO một lần nữa cho thấy cánh cửa của liên minh quân sự này vẫn rộng mở. Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO sau Phần Lan, Tất cả các quốc gia giáp biển Baltic ngoại trừ Nga đều đã trở thành thành viên của liên minh quân sự này. Trước đó trong quá trình hoàn tất thủ tục gia nhập NATO, thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristensen phát biểu: đây là một bước đi quan trọng, một bước đi rất tự nhiên giúp Thụy Điển ngày càng an toàn hơn. tư cách thành viên của Thụy Điển cũng sẽ tăng cường an ninh cho khu vực Bắc Âu và Baltic theo hai cách. Thứ nhất về mặt địa lý, chỉ cần nhìn vào bản đồ, các bạn có thể thấy chúng ta không còn thiếu một mảnh ghép nhỏ nào nữa. đó là một sự khác biệt rất lớn. Thứ hai, chúng tôi mang đến cho NATO khả năng cũng như một lực lượng không quân mạnh mẽ, năng lực tàu ngầm, tình báo và khả năng giám sát. Chúng tôi biết rất rõ về biển Baltic và biển Baltic là một phần quan trọng của thế giới. Sự kiện Thụy Điển gia nhập NATO sẽ thay đổi đáng kể cán cân địa chính trị trong khu vực cũng như môi trường an ninh tại châu Âu vốn đã có nhiều biến động vì xung đột Nga-Ukraine. Chỉ cách đây vài năm, Thụy Điển là nước giữ chủ trương trung lập về mặt quân sự trong nhiều thập kỷ. Nhưng nước này đã thay đổi lập trường sau khi xung đột Nga Ukraina bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Thụy Điển cùng Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022. Mặc dù số lượng không đông, song quân đội Thụy Điển được đánh giá là được huấn luyện rất bài bản và trang bị hiện đại, có tiềm lực sức mạnh quân sự. Thụy Điển là quốc gia có lực lượng hải quân mạnh với các tàu ngầm tiên tiến, quen hoạt động ở vùng biển Baltic nông. Ngoài Hải quân, Thụy Điển còn sở hữu một trong những lực lượng không quân lớn nhất châu Âu với khoảng 100 máy bay chiến đấu. Điều này có nghĩa là các quốc gia NATO ở Đông Bắc Âu có thể chủ động việc giám sát không phận khu vực. Với vị trí là mắt xích quan trọng kết nối Bắc Cực với biển Baltic và Đại Tây Dương, việc Thụy Điển gia nhập NATO đã làm thay đổi đáng kể cục diện địa chính trị ở khu vực này. Giờ đây, ngoại trừ Nga, tất cả các nước ven biển Baltic đều là thành viên NATO. Điều đó sẽ giúp NATO có lợi thế chiến lược ở biển Baltic. Giới phân tích đánh giá trong trường hợp xung đột giữa NATO và Nga ở biên giới phía đông gia tăng, Thụy Điển sẽ là nơi trung chuyển quan trọng về hậu cần và quân đội. Đối với Thụy Điển, quyết định gia nhập NATO được cho là giúp nước này có được sự bảo đảm an ninh trong bối cảnh cấu trúc an ninh của châu Âu đã thay đổi. Tuy nhiên, việc nước này từ bỏ chính sách không liên kết cũng có thể mang tới những hệ lụy phức tạp. Chính sách không liên kết cho phép Thụy Điển duy trì tính độc lập trong chính sách đối ngoại đồng thời giúp tạo dựng danh tiếng của nước này như một quốc gia trung lập và hòa bình nhờ đó thụy điển có thể theo đuổi vai trò tích cực trong quan hệ quốc tế và giải quyết xung đột nay với việc gia nhập liên minh quân sự vai trò này không còn đối với ổn định và an ninh khu vực như tuyên bố của đại sứ quán nga tại stockholm việc thụy điển gia nhập khối quân sự thù địch với nga sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định ở bắc âu và khu vực baltic nơi vốn từng là một trong những khu vực ổn định nhất thế giới sau khi NATO kết nạp Phần Lan và Thụy Điển, danh sách các quốc gia trung lập ở châu Âu ngày càng ít dần. Điều này tạo ra nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Nga coi việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO là mối đe dọa đáng kể với an ninh của Moscow và cảnh báo về những động thái phản ứng trước những bước tiến của NATO. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã đưa ra ý tưởng tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, nơi các quan chức an ninh hàng đầu của Ba Lan họp để thảo luận về chuyến đi của ông và thủ tướng Donald Tusk tới Mỹ. Tổng thống Duda cho biết, trong chuyến thăm Nhà Trắng, ông sẽ nói chuyện với tất cả các đồng minh NATO để các nước cùng quyết định rằng nghĩa vụ của liên minh sẽ là chi 3% GDP cho quốc phòng. Theo kế hoạch, vào ngày 12 tháng 3, ông Duda và thủ tướng Tusk sẽ được tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón tại Nhà Trắng. Cuộc họp được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm kể từ khi Ba Lan gia nhập NATO, sau đó mở rộng thêm cả Cộng hòa Czech và Hungary. Các thành viên NATO, hiện gồm 32 quốc gia sau khi Thụy Điển gia nhập gần đây, có cam kết chi 2% GDP hàng năm cho quốc phòng. Năm ngoái, Ba Lan đã phân bổ 3,9% GDP cho quốc phòng, nhiều nhất trong số các quốc gia trong liên minh. Trong trường hợp của Cộng hòa Séc, con số này chỉ là 1,5% GDP. Chỉ có 8 quốc gia NATO chi ít hơn cho quốc phòng. Tháng 4 năm ngoái, Hạ viện Séc đã thông qua một đạo luật theo đó, Cộng hòa Séc sẽ chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng mỗi năm. Trong một diễn biến khác, Italia gần đây đã cảnh báo việc NATO đưa quân tới Ukraine sẽ làm tổn hại những nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Paris và Warsaw không có quyền lên tiếng thay cho toàn bộ các thành viên của NATO khi các quốc gia này triển khai quân đội của mình tới Ukraine. Ông Crosetto cho biết thêm, động thái này sẽ chỉ đưa đến sự leo thang và làm tổn thương các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Guido Grosseto cũng đã đưa ra bình luận về những phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky về khả năng điều động quân đội NATO tới hỗ trợ Ukraine. Tuần trước, nhà lãnh đạo Pháp cho biết phương Tây không loại trừ khả năng NATO triển khai quân đội tới Ukraine. Điều này đã khiến các quan chức cấp cao của các nước thành viên NATO lên tiếng phủ nhận, trong đó có Anh, Cộng hòa Séc, Phần Lan và Thụy Điển, khi họ tuyên bố rằng không hề có kế hoạch như vậy. Ba Lan ban đầu cũng cho biết nước này sẽ không gửi bất kỳ lực lượng nào đến Ukraine. Theo Ngoại trưởng Ba Lan, hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine đã dẫn đến sự leo thang bất đối xứng từ phương Tây và khẳng định sự hiện diện của các lực lượng NATO ở Ukraine là không thể không nghĩ tới. Bản thân Tổng thống Macron lại nhiều lần khẳng định lập trường về vấn đề trên. Tuần này, ông cho rằng sẽ không có giới hạn trong các lựa chọn của phương Tây để hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Grossetto cho biết những phát biểu của Pháp và Ba Lan không đại diện cho toàn bộ NATO và các tranh cãi được đưa ra trong thời điểm hiện nay là hoàn toàn vô nghĩa. Ông Kroshetto cũng cảnh báo việc NATO triển khai quân đội tại Ukraine sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng tại khu vực và ngăn chặn con đường ngoại giao. Theo ông Kroshetto, đây chính là chính sách ngoại giao mà Kiev và các đồng minh phương Tây nên tập trung vào, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn để bắt kịp năng lực sản xuất quân sự của Nga. Theo ông, trong lĩnh vực sản xuất quân sự, Moscow được trang bị đầy đủ và linh hoạt hơn so với NATO. Đồng thời, phương Tây cũng phải thừa nhận rằng năng lực sản xuất quân sự của mình thấp hơn nhiều so với Nga. Bộ trưởng Grossetto chỉ ra rằng NATO đã phần nào tăng cường khả năng sản xuất đạn dược nhằm đáp ứng cam kết cung cấp một triệu quả đạn phá cho Ukraine, nhưng số lượng này vẫn thấp hơn nga. Theo ông Grossetto, trong trường hợp này, phương Tây phải cung cấp tất cả sự hỗ trợ có thể cho Kyiv và tìm một con đường khác để viện trợ cho Ukraine. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Italia cho biết đây là lúc các quốc gia phương Tây nên kích hoạt các kênh ngoại giao nga vừa qua cho rằng lời kêu gọi đàm phán ở ukraine của giáo hoàng francis cho thấy phương tây cần thừa nhận sai lầm ở ukraine giáo hoàng francis đã kêu gọi ukraine can đảm dương cờ trắng và chấp nhận đàm phán nhằm kết thúc xung đột với nga theo người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova giáo hoàng đang yêu cầu phương tây gạt tham vọng sang một bên và thừa nhận những sai lầm của mình bà zakharova cho rằng phương tây đang sử dụng ukraine như một công cụ để làm suy yếu nga về phía nga bà zakharova cho biết chúng tôi chưa bao giờ cản trở đàm phán và nhận định tình hình ở ukraine đang đi vào ngõ cụt tuy nhiên ukraine đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của giáo hoàng nhằm chấm dứt xung đột với nga tổng thống volodymyr zelensky cho biết động thái này của giáo hoàng chỉ là một cuộc hòa giải ảo trong khi ngoại trưởng nước này cũng tuyên bố kiev sẽ không bao giờ đầu hàng ukraine tuyên bố nước này đang chiến đấu cho sự tồn vong của mình và sẽ không dừng lại cho đến khi các binh lính cuối cùng của nga bị đẩy lùi khỏi lãnh thổ Mặt khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đề cập trực tiếp đến giáo hoàng Francis hoặc những bình luận của giáo hoàng mà chỉ đề cập đến các nhân vật tôn giáo đang giúp đỡ ngay bên trong lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky nói trong một bài phát biểu rằng họ ủng hộ chúng tôi bằng những lời cầu nguyện, bằng các cuộc thảo luận và bằng việc làm của chính họ. Đây mới thật sự là giáo hội đối với người dân. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng quả quyết Kiev sẽ không bao giờ đầu hàng. Ngoại trưởng Ukraine Dmitro Kuleba viết trên mạng xã hội X Twitter rằng cờ của chúng tôi có màu vàng và xanh. Chúng tôi sống, chết và chiến thắng cùng với lá cờ này. Chúng tôi sẽ không bao giờ dương bất kỳ lá cờ nào khác. Ngoài ra, Tổng giám mục Sviatoslav Sevchuk, người đứng đầu giáo hội công giáo nghi thức đông phương với 5 triệu tín đồ ở Ukraine cũng đưa ra quan điểm. Vị Tổng giám mục cho biết, tin tôi đi, không ai có ý định đầu hàng cả các lãnh đạo và quan chức châu Âu ủng hộ Ukraine đã chỉ trích những lời lẽ mới nhất của giáo hoàng Francis. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky viết trên mạng xã hội X rằng hay là động viên ông Putin can đảm rút quân khỏi Ukraine cho cân bằng. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cũng viết trên mạng xã hội X rằng con người không được đầu hàng trước cái ác, con người phải chiến đấu và đánh bại nó để cái ác dương cờ trắng và đầu hàng. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối năm 2022 ký xác lệnh không đối thoại với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin còn tại vị. Ông Zelensky cũng bày tỏ tin tưởng nước này sẽ chiến thắng Nga và xung đột sẽ chỉ chấm dứt theo điều kiện của Kiev. Tổng thống Putin tháng 12 năm 2023 cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev dựa trên lợi ích quốc gia của Moscow. Ông chủ điện Kremlin cũng từng nhiều lần đề cập việc thảo luận về giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa qua khẳng định nước này sẽ theo đuổi chiến dịch tại Ukraine tới khi đối phương đầu hàng, bác bỏ khả năng hòa đàm với chính quyền Tổng thống Zelensky. Ông tuyên bố mọi chính phủ Ukraine trong tương lai sẽ phải chấp nhận thực tế mới nếu muốn đối thoại với Nga, ám chỉ nhượng bộ lãnh thổ ở những vùng Moscow kiểm soát. Bộ Ngoại giao Ukraine vừa qua đã triệu tập sứ thần tòa thánh để bày tỏ sự thất vọng về những bình luận của giáo hoàng Francis về việc Ukraine nên dương cờ trắng và mở các cuộc đàm phán với Nga. Một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, sứ thần Vitvandas Kulvokas đã được thông báo rằng Đức Giáo Hoàng được kỳ vọng sẽ gửi tín hiệu đến cộng đồng thế giới về sự cần thiết phải hợp lực ngay lập tức để đảm bảo chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc phát ngôn của Giáo Hoàng Francis khuyến khích Nga tiếp tục coi thường luật pháp quốc tế, nhấn mạnh Giáo Hoàng cần gửi tín hiệu tới cộng đồng quốc tế về sự đoàn kết để đảm bảo cái thiện chiến thắng cái ác và đưa ra yêu cầu với kẻ tấn công thay vì đòi hỏi nạn nhân. Trước đó, truyền thông hôm ngày 10 tháng 3 tiết lộ một phần nội dung cuộc phỏng vấn giáo hoàng Francis với đài RSI của Thụy Sĩ, dự kiến công bố ngày 20 tháng 3. Trong đó, phóng viên dùng từ cờ trắng khi hỏi liệu Ukraine có nên bỏ cuộc và chấp nhận đàm phán để chấm dứt chiến sự hay không. Giáo hoàng nói bên mạnh mẽ nhất là người nghĩ đến dân thường, có dũng khí dương cờ trắng và bắt đầu đàm phán khi nhìn vào tình hình. Các quan chức Ukraine sau đó bày tỏ giận dữ trước phần nguồn của giáo hoàng và tuyên bố sẽ không bao giờ dương cờ trắng. Nhiều nước ủng hộ Ukraine cũng phản ứng gay gắt với phát ngôn của giáo hoàng. Đến nay, Ukraine vẫn kiên quyết không tham gia trực tiếp các cuộc đàm phán hòa bình với Nga và nói rằng sáng kiến đàm phán hòa bình phải đến từ quốc gia bị tấn công. Chính vì thế, trong cuộc phỏng vấn đăng trên tạp chí Foreign Policy Mỹ hồi tháng 2, bà Angela Sten, chuyên gia chính sách đối ngoại người Mỹ gốc Anh và là tác giả cuốn sách Thế giới của Putin, Nga chống lại phương Tây và đồng hành cùng phần còn lại của thế giới nhận định trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước vào năm thứ ba, tình trạng bế tắc hiện tại có vẻ sẽ tiếp tục diễn ra, không bên nào thắng hay thua. Trên chiến trường, trong khi Nga đang kiểm soát được nhiều phần lãnh thổ với cái giá đắt là thương vong lớn và mất mát trang thiết bị, thì Ukraine, sau khi không đạt được các mục tiêu trong cuộc phản công năm 2023, đang ở thế phòng thủ và cũng chịu thương vong đáng kể. Bà Angela Sten cho rằng, rất ít triển vọng đàm phán để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong năm 2024, và cũng không bên nào có thể đạt được chiến thắng mang tính quyết định. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng các đồng minh phương Tây không nên loại trừ việc triển khai quân tới Ukraine. Ông Stoltenberg nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn, NATO không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine, NATO không tham gia cuộc xung đột và các đồng minh của NATO cũng vậy. Ông Stoltenberg nói rằng, ngay cả khi các quốc gia NATO riêng lẻ gửi quân tới Ukraine, điều đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ NATO vì các thành viên của liên minh này bị ràng buộc bởi một hiệp ước phòng thủ tập thể. Đồng thời, theo hãng tin tát, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa quân sự nào sắp xảy ra từ Nga đối với bất kỳ quốc gia thành viên nào của liên minh. Tuy nhiên, quan chức này vẫn nhấn mạnh NATO phải chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa tới từ Nga và phải luôn cảnh giác. Theo ông, hiện tại Moscow không đe dọa liên minh do đang bận tâm với Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Guardian được công bố, Tổng Giám đốc Guillaume Fauri của Airbus, công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ lớn nhất châu Âu, nói ngành công nghiệp quốc phòng của châu lục này đang đứng ở thời điểm quyết định trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Theo ông Fauri, các quốc gia châu Âu đã phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ về an ninh và trang thiết bị, cũng như trở nên dưới mức quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng then chốt. Ông kêu gọi Liên minh châu Âu-EU và Anh cùng nỗ lực và hợp nhất các chương trình máy bay chiến đấu vốn cạnh tranh với nhau. Cảnh báo của ông Fauri xuất hiện giữa lúc giới chức Nga liên tục có những lời lẽ mang tính đe dọa. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã cảnh báo các nước NATO rằng có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu phương Tây đưa quân tới Ukraine. Sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đồng minh không loại trừ khả năng này, ông Fauri đánh giá, tôi không nghĩ châu Âu thực sự đã có được mức độ chuẩn bị cần thiết cho một cuộc xung đột giữa châu Âu và Nga có sao nói vậy thôi và có vẻ như Nga đang tăng cường khả năng phòng thủ. Trước đó, các quốc gia châu Âu đã đồng loạt kêu gọi công dân rời khỏi Nga sau cảnh báo từ Mỹ. Thời điểm đó, đại sứ quán Mỹ tại Moscow đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra trong 48 giờ tới. Đại sứ quán Mỹ cho biết họ đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow. Sau cảnh báo, Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo tương tự khuyến nghị công dân Anh không nên đến Nga vì lý do rủi ro và mối đe dọa khủng bố. Tương tự là Đức cũng kêu gọi công dân của mình và những người có hai quốc tịch không đến Nga trong thời gian tới. Đồng thời tuyên bố trên trang web của chính phủ rằng Đại sứ quán Đức tại Moscow và Tổng lãnh sự quán tại Saint Petersburg sẽ đóng cửa. Estonia cũng đã yêu cầu công dân của mình cẩn thận hơn bình thường và tránh các cuộc tụ tập nơi công cộng do mối đe dọa khủng bố. Tuy nhiên, cho đến nay, Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến cáo buộc mối đe dọa khủng bố ở Moscow. Mặt khác, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đã suy giảm năng lực nghiêm trọng sau hàng chục năm các nước duy trì mức chi tiêu thấp cho quốc phòng. Vấn đề lớn hơn với châu Âu là họ không có thị trường quốc phòng chung để đáp ứng nhu cầu an ninh của lục địa. Xung đột Ukraine cũng khiến vấn đề quốc phòng của châu Âu trở nên nan giải hơn. Sau khi gửi một lượng lớn thiết bị tới Ukraine, các thành viên EU cho rằng họ không có đủ khả năng để chờ đợi các nhà sản xuất châu Âu bù đắp cho vũ khí Do đó, họ tìm cách bổ sung nhanh chóng bằng cách tìm mua từ các nhà sản xuất bên ngoài, chủ yếu là từ Mỹ. Theo Defense Express, trong ngày 10 tháng 3, truyền thông Nga đã tiết lộ về việc Đô đốc Nikolai Zepmenov, Tư lệnh Hải quân Nga kể từ tháng 5 năm 2019 bị cách chức. Đô đốc Alexander Moiseyev được bổ nhiệm làm quyền Tư lệnh Hải quân. Hai tờ báo của Nga là Ivestia và Fontanka cho biết, ông Nikolai Zepmenov hiện vẫn đang được liệt kê là tổng tư lệnh hải quân trên trang chủ của Bộ Quốc phòng Nga. Nhưng nội bộ hải quân đã thống nhất về một sự thay thế. Theo truyền thông địa phương, dù nguyên nhân chính thức không được công bố cụ thể, nhưng việc hải quân Nga phải chịu tổn thất lớn ở Biển Đen là một trong những lý do dẫn tới sự thay đổi. Đô đốc Dép, 61 tuổi là chỉ huy hạm đội phương Bắc của Nga, đóng quân tại Bắc Cực từ năm 2019. Trước đó ông từng đảm nhận vai trò chỉ huy hạm đội Biển Đen từ năm 2018. Khi mới bắt đầu sự nghiệp ông Moisejev được đào tạo để trở thành một thủy thủ vận hành tàu ngầm. Ông từng làm việc trên tàu ngầm chiến lược K-407 Novo Moscow của Nga. Đến năm 2012, ông trở thành chỉ huy trưởng của đơn vị tàu ngầm trực thuộc hàm đội phương Bắc. Ông Moisejev được thăng hàm đô đốc vào năm 2020. Sau cuộc cải tổ hải quân tháng 12 năm 2023, vị trí tổng tư lệnh hải quân trở thành lãnh đạo cao nhất của tất cả bốn hạm đội Nga, gồm hạm đội phương Bắc, hạm đội Baltic, hạm đội Biển Đen, hạm đội Thái Bình Dương cùng hải đoàn Kaspi. Vị trí này được bổ nhiệm bởi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang là Tổng thống Nga. Trong giai đoạn 2009 đến 2012, mỗi hạm đội được đặt dưới quyền các tư lệnh quân khu. Hải quân Nga trong hai năm qua liên tục chịu tổn thất nặng nề trên biển đen vì những đòn tập kích của Ukraine bằng tên lửa chống hạm và chiến thuật xuồng cảm tử không người lái. Trong giai đoạn 2022-2023, Nga ghi nhận ít nhất 16 tàu chiến chúng tập kích của Ukraine trong khi phía Kiev tuyên bố đã vô hiệu hóa 40 chiến hạm và tàu thuyền thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, từng đường nửa lực lượng hạm đội từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát. Hạm đội Biển Đen phải rút dần khỏi Crimea, di chuyển lực lượng xa hơn về phía đông. Thiệt hại gần nhất của hải quân Nga là chiến hạm sẽ gây thuộc hạm đội Biển Đen, bị đánh chìm khi đang hoạt động gần eo biển Khớt giữa vùng Krasnodar của Nga và bán đảo Crimea. Chiến hạm trị giá khoảng 65 triệu đô la Mỹ thuộc lớp tàu tuần tra cỡ lớn đề án 22160 chuyên làm nhiệm vụ tuần tra, giám sát và bảo vệ trên các vùng biển. Trước vụ việc chiến hạm sẽ gây cô tốp thuộc hàm đội Biển Đen bị đánh chìm, ông Andriy Zemak, tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram rằng hàm đội Biển Đen của Nga là biểu tượng của sự chiếm đóng, họ không thể hiện diện ở Crimea của Ukraine. Ngay sau đó, kênh Telegram của một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho biết giao thông đường sắt đã tạm thời bị đình chỉ trên cầu Crimea. Quân đội Ukraine tháng trước cũng đã phá hủy một tàu đổ bộ của Nga gần Crimea trong cuộc tấn công sử dụng phương tiện không người lái của hải quân, chọc thủng mạn trái của tàu và khiến tàu bị chìm. Trong báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Sipri Thụy Điền vừa qua công bố, Mỹ đã tăng xuất khẩu vũ khí thêm 17% trong giai đoạn 2019 đến 2023 so với giai đoạn 2014 đến 2018, trong khi xuất khẩu vũ khí của Nga giảm hơn 50%. Sipri nhận định trong một tuyên bố, Mỹ đã tăng cường vai trò toàn cầu của mình với tư cách là nhà cung cấp vũ khí một khía cạnh quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này, xuất khẩu vũ khí sang nhiều quốc gia hơn bao giờ hết. Trong khi đó, xuất khẩu vũ khí của Nga trong giai đoạn 2019 đến 2023 đã giảm 53% so với giai đoạn 2014 đến 2018. Mức giảm ngày càng gia tăng trong giai đoạn này và xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm 2023 thấp hơn 52% so với năm 2022. Sibri nhận định, số lượng các lô vũ khí chính ở mức thấp đang chờ giao hàng từ Nga cho thấy xuất khẩu vũ khí của nước này có thể sẽ vẫn thấp hơn nhiều so với mức đạt được trong giai đoạn 2014 đến 2018, ít nhất là trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, phương Tây đã tìm cách cô lập nga kể từ khi Moscow sắp nhập Crimea năm 2014. Nỗ lực này càng được tăng cường kể từ khi nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine. Dưới sự lãnh đạo của Mỹ, phương Tây đang phá vỡ cơ sở khách hàng mua vũ khí của Điện Kremlin. Mặt khác tỷ lệ tổn thất về thiết bị quân sự của Nga ở Ukraine đang gây áp lực cho các nhà sản xuất quốc phòng trong nước của Moscow. Simon Wiseman, nhà nghiên cứu cấp cao của Sibri nhận định, có nhiều vấn đề khác nhau mà Nga phải đối phó. Trước hết là áp lực từ Mỹ và đồng minh đã diễn ra từ năm 2014 đối với các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của Nga, nhằm ngăn chặn và khiến họ không mua vũ khí từ Moscow, đồng thời sẵn sàng cung cấp cho họ công nghệ và vũ khí thay thế. Theo chuyên gia Wiseman, Mỹ đã gây sức ép rất mạnh mẽ với Ấn Độ và các nước khác, khiến một số khách hàng hủy bỏ đơn đặt hàng vũ khí từ Nga. Ví dụ vào mùa hè năm 2022, Philippines đã hủy bỏ thỏa thuận mua 16 máy bay trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất dưới áp lực từ Mỹ, trong khi Ai Cập, Algeria và Indonesia cũng đều từ chối khả năng mua máy bay ném bom Su-35 của Nga. Cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy áp lực lớn hơn từ Mỹ và các quốc gia khác. Ông Weizman nói, đề cập đến sức ép của Mỹ và đồng minh, trong việc mua vũ khí của Nga. Phương Tây đã gửi đi cảnh báo rằng, đừng mua hàng của Nga, bạn sẽ ủng hộ chúng tôi hoặc chống lại chúng tôi. Nếu bạn mua hàng của Nga, có vẻ như bạn đang chống lại chúng tôi. Và nếu bạn ủng hộ chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng cung cấp tất cả các loại công nghệ tuyệt vời. Ngoài ra, chiến dịch trừng phạt chưa từng có của phương Tây chống Nga đang có tác động lớn. Nếu kinh tế Nga bị suy giảm, thâm hụt ngân sách của Điện Kremlin đang lớn dần khi nguồn thu từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của nước này giảm sút. Theo Cypri, Xuất khẩu vũ khí của Nga sụt giảm đã được Pháp lần đầu tiên vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ kể từ khi việc thu thập dữ liệu bắt đầu vào năm 1950. Xuất khẩu vũ khí của Pháp tăng trưởng 47% và nước này chiếm 11% tổng xuất khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2019 đến 2023 theo AFP. Theo Viện Tiếp thị xã hội Nga, 80,2% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Putin tự ứng cử. 6,3% ủng hộ ông Nikolai Kharitonov, ứng cử viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, 5,6% ủng hộ ông Leonid Slutsky, ứng cử viên của Đảng cánh hữu dân chủ tự do Nga và 5,1% ủng hộ ông Vladislav Davankov, ứng cử viên của Đảng Những người mới. Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 17 tháng 3 năm 2024. Cử tri có thể bỏ phiếu theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nếu tổng thống Nga Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, thì đây sẽ là nhiệm kỳ tổng thống thứ 5 của ông. Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga gần nhất năm 2018, ông Putin đã đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu 76,69%. Ngày 11 tháng 3, Ủy ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga cũng cho biết hơn 1,4 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Nga. Việc bỏ phiếu sớm bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 năm 2024 ở những khu vực hẻo lánh, khó tiếp cận. Việc bỏ phiếu ở nước ngoài bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Các điểm bỏ phiếu sẽ được mở ở tất cả các quốc gia nơi có sự hiện diện ngoại giao và lãnh sự của Nga, kể cả ở các quốc gia không thân thiện. Dự kiến, kết quả bỏ phiếu sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 3 năm 2024 và kết quả chính thức được công bố trước ngày 28 tháng 3 năm 2024. Nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn một nửa số phiếu bầu ở vòng đầu tiên, Vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 4 năm 2024 với sự tham gia của hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Người chiến thắng sẽ nhậm chức vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã khẳng định người dân Nga luôn dành cho Tổng thống Vladimir Putin mức độ tín nhiệm cao, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo này luôn duy trì ổn định, cao ở mức 80% trong nhiều năm. Điều này cho thấy người dân đánh giá cao hiệu quả lãnh đạo đất nước của Tổng thống Putin. Nhờ đó, nước Nga đương đầu được với những thách thức từ dịch bệnh COVID-19, các lệnh trừng phạt của phương Tây và không ngừng phát triển ổn định. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga SIK cũng đã hoàn tất việc đăng ký ứng cử viên và loại ông Boris Nadezhdin, người được coi là đối thủ nặng ký với Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin. SIK tuyên bố trong số những chữ ký ủng hộ mà ông Nadezhdin nộp lên S.I.K. có rất nhiều chữ ký không đạt tiêu chuẩn. Đây cũng là lý do một ứng cử viên khác từ đảng người Cộng sản Nga là ông Malinkovic không được đăng ký chính thức. Như vậy, tổng thống tiếp theo của Nga sẽ là một trong bốn chính trị gia, Kharitonov của Đảng Cộng sản Nga, Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga, Davankov của Đảng Những con người mới và tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin với tư cách là ứng cử viên tự do. Tổng cộng đã có 33 người ra ứng cử, song chỉ có 15 người nộp hồ sơ đăng ký lên SIK. Theo hãng tin BBC, tuyên bố sau cuộc gặp với ông Trump ở Florida hồi tuần trước, Thủ tướng Hungary nói, ông Trump sẽ không chi một xu nào cho cuộc xung đột nga ukraine Đó là lý do tại sao xung đột sẽ chấm dứt. Ông Viktor Orbán đã công khai ủng hộ nỗ lực quay lại Nhà Trắng của ông Trump, đồng minh lâu năm và là ứng viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cam kết sẽ chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu năm nay. Tuy nhiên, ông không nói rõ sẽ chấm dứt xung đột bằng cách nào. Nhà lãnh đạo Hungary nói, rõ ràng là Ukraine không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình nếu Mỹ và châu Âu không cung cấp tiền và vũ khí cho Ukraine thì xung đột sẽ kết thúc và nếu Mỹ không đưa tiền cho Ukraine thì chỉ riêng châu Âu cũng không thể cấp tiền cho cuộc xung đột này khi đó xung đột sẽ chấm dứt. Ông Viktor Orbán nói thêm, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những kế hoạch khá cụ thể về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, song không nêu chi tiết. Hiện ông Trump chưa bình luận công khai về những thông tin Thủ tướng Hungary đưa ra. Tại cuộc gặp diễn ra ở biệt thự Maalago hôm ngày 8 tháng 3, ông Trump đã khen ngợi Thủ tướng Hungary không ai giỏi hơn, thông minh hơn, lãnh đạo tốt hơn Viktor Orbán, ông ấy thật tuyệt vời. Trong chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Hungary không gặp Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Việc một nhà lãnh đạo nước ngoài tới Mỹ nhưng lại gặp cựu Tổng thống thay vì người đứng đầu nước Mỹ đương nhiệm là một điều không bình thường. Hồi đầu tháng, trong một bài phát biểu, Thủ tướng Orbán cho rằng các quốc gia cần nỗ lực thực hiện các biện pháp để thúc đẩy đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay. Ông cũng đề cập để đạt được mong muốn này thì sẽ cần có những thay đổi phù hợp, đặc biệt là trong cuộc bầu cử nghị viện ở châu Âu và bầu cử tổng thống ở Mỹ. Thủ tướng Orbán bày tỏ cần có những nhà lãnh đạo mới của châu Âu ủng hộ cho một giải pháp hòa bình. Thủ tướng Orbán cũng là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên công khai sự ủng hộ của mình đối với nỗ lực tranh cử của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Theo thủ tướng Hungary, các nhà lãnh đạo phương Tây đang mắc kẹt trong một cuộc chiến không có hồi kết. Ông cũng không ủng hộ việc Liên minh EU hỗ trợ từ tài chính đến quân sự cho Ukraine và khẳng định nước này sẽ không gửi vũ khí hoặc binh lính tới Ukraine. Theo đài RT Nga, ông Orbán cũng từng nói rằng quyết định địa chính trị tốt nhất của Ukraine sẽ là trở thành một vùng đệm giữa Nga và phương Tây, theo những thỏa thuận được thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trong tương lai của đất nước. Ông Orbán đưa ra nhận xét này khi tranh luận với cựu Thủ tướng Áo Wolfgang Stutzen với những trích đoạn từ cuộc trao đổi được Nhật báo Viên Press đăng tải. Thủ tướng Orbán không đồng tình với quan điểm của ông Stusen rằng cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể được giải quyết nếu việc bắt đầu ngay các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU và NATO trùng với thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn. Lãnh đạo Hungary nói, dù chúng ta có thích hay không, dù người Ukraine có thích hay không, Ukraine vẫn có trên bản đồ vị trí của nó. Viễn cảnh tốt nhất cho việc này là hình thành một vùng đệm giữa Nga và phương Tây, tất nhiên là với sự đảm bảo về an ninh. Nếu không, theo Thủ tướng Orbán, Ukraine sẽ mất đất và người Nga sẽ hủy diệt Ukraine hết lần này đến lần khác. Ông nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không bao giờ chấp nhận một thành viên EU và NATO như Ukraine ngay trước cửa nhà mình. Theo các cuộc thăm dò, trở ngại lớn nhất đối với việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 không phải là đối thủ cạnh tranh, đồng thời là đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là một bản án hình sự đang trong lơ lửng. Người đang làm việc này là ông Jack Smith, một công tố viên chuyên nghiệp. Ông xuất hiện từ một văn phòng của Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 6 năm ngoái, để thông báo rằng mình đã truy tố một cựu tổng thống lần đầu tiên trong lịch sử. Trong khi các cáo trạng, cáo trạng đầu tiên liên quan đến cáo buộc xử lý sai thông tin mật của Mỹ, cáo trạng thứ hai liên quan đến âm mưu đảo ngược cuộc bầu cử năm 2020, tạo ra một vòng xoáy chính trị đe dọa chia rẽ nước Mỹ, thì ông Smith vẫn im lặng. Với thái độ nghiêm khắc và bộ vét đen, người đàn ông 54 tuổi này sẽ không thể phân biệt được bất kỳ công tố viên liên bang ăn mặc lịch sự nhưng kín đáo nào khác nếu không có bộ dâu muối tiêu điển hình nhưng nỗ lực tích cực của ông smith nhằm đảm bảo phiên tòa xét xử cựu tổng thống trump diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống đã thu hút những người ủng hộ và chỉ trích trong khi cựu tổng thống mỹ trump có sự gia tăng ngay lập tức cả về mức độ nổi tiếng lẫn tài chính từ các bản cáo trạng thì nhiều cuộc thăm dò khác nhau đã phát hiện ra rằng việc kết tội ông sẽ gây tổn hại đến sự ủng hộ trong số các cử tri độc lập một lực lượng bỏ phiếu quan trọng và thậm chí làm hoài nghi những người ủng hộ ông nhiệt thành nhất ông trump người phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng ông smith là người ghét mình đồng thời cố gắng làm trực hướng quá trình tố tụng bằng cách tuyên bố rằng ông được hưởng quyền miễn trừ với tư cách là cựu tổng thống. Đáp lại, ông Smith đã thúc đẩy tòa án tối cao để đảm bảo phiên tòa diễn ra vào mùa xuân, đối với ông Trump diễn ra đúng tiến độ. Thừa nhận rằng mình đang đưa ra một yêu cầu đặc biệt, ông Smith nhấn mạnh nhu cầu của công chúng trong việc đảm bảo cựu tổng thống Trump phải đối mặt với trách nhiệm giải trình vì bị cáo buộc tìm cách đồng ngược kết quả bầu cử trước khi cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra. Ông Smith nói: không có gì có thể quan trọng hơn đối với nền dân chủ của mỹ tòa án tối cao đã thông báo vào cuối tháng trước rằng họ sẽ xem xét vấn đề miễn trừ của ông trump vào tháng tư tới nhưng đã ra lệnh tạm dừng phiên tòa liên quan đến vấn đề can thiệp bầu cử đây được cho là một chiến thắng của ông trump vốn có thể hoãn phiên tòa đến mùa hè hoặc có lẽ là cho đến sau cuộc bầu cử do đó ông smith đã yêu cầu phiên tòa xét xử về vấn đề tài liệu mật của ông trump liên quan đến hành động của cựu tổng thống sau khi rời nhà trắng diễn ra vào mùa hè Điều đó có nghĩa là phiên tòa hình sự đầu tiên của ông Trump có thể sẽ do tiểu bang buộc tội thay vì liên bang. Việc xét xử ông Trump dự kiến bắt đầu ở New York vào ngày 25 tháng 3 vì bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền bịt miệng 130.000 đô la Mỹ cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniel trước cuộc bầu cử năm 2016. Những cáo buộc mà ông Trump phủ nhận. Ông Smith đã gây ra làn sóng chấn động vào năm 2020 khi truy tố Tổng thống Kosovo Hashim Taisi, một đồng minh của phương Tây, ngay trước ngày ông tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Tổng thống Trump khi đó dự kiến chủ trì tại Nhà Trắng. Công tố viên Smith đã đặt ra các nguyên tắc hoạt động của mình vào năm 2010, khi ông được bổ nhiệm lãnh đạo một đơn vị thuộc Doji, chuyên giải quyết các vấn đề gai góc nhất, những vụ án liên quan đến các chính trị gia tham nhũng. Ông đã thực hiện nhiệm vụ này vào một thời điểm đầy biến động và nhanh chóng buộc phải bảo vệ các quyết định của mình là theo đuổi và trong nhiều trường hợp là không theo đuổi. Các cuộc điều tra về các đảng viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng hòa cấp cao. Chính thái độ cứng rắn và nổi tiếng là người vô tư kiên quyết của ông Smith đã khiến Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland bổ nhiệm ông làm cố vấn đặc biệt để giải quyết vụ án liên quan đến cựu Tổng thống Trump. Điều này cho ông Smith quyền lực sâu rộng và nhiệm vụ khó khăn là quyết định một câu hỏi mà đồ gì đã phải vật lộn kể từ khi ông Trump rời nhiệm sở vào năm 2021. Nóng bỏng sau cuộc bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ mà nhiều người coi là đỉnh điểm của những nỗ lực thất bại của ông Trump nhằm duy trì quyền lực một nửa nước Mỹ cảm thấy việc để hành động của ông Trump không bị truy tố sẽ làm suy yếu nền dân chủ Mỹ, nửa còn lại cảm thấy việc tiếp tục truy tố sẽ tạo ra một tỷ lệ nguy hiểm và làm căng thẳng hơn nữa cơ cấu xã hội vốn đã phức tạp của nước Mỹ. Tuy nhiên, nếu ông Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, trước khi việc truy tố ông có thể kết thúc, thì các cáo trạng do ông Smith đưa ra sẽ bị hủy bỏ vì các tổng thống được hưởng quyền miễn trừ khi còn đương chức. Hãng thông tấn tác cho biết, một công dân Hàn Quốc tại Vladivostok bị bắt, từng nghi gián điệp. Theo lời nhà chức trách Nga trong bản tin của Tass, người Hàn Quốc bị bắt có tên Park sun Người này đã được giải từ Vladivostok về Moscow để điều tra nghi án gián điệp. Reuters nói đã liên lạc với một quan chức bộ ngoại giao Hàn Quốc nhưng chưa có thêm bình luận nào. Vụ bắt giữ lần này có thể khiến quan hệ giữa Nga và Hàn Quốc thêm sâu đi khi hai bên vốn dĩ đã có bất đồng. Hoạt động gián điệp có thể bị phạt tù tối đa 20 năm ở Nga. Nga xem Hàn Quốc là một quốc gia thuộc diện không thân thiện vì Seoul ủng hộ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ lên Moscow liên quan tới kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong khi đó, Nga đã củng cố quan hệ gần gũi với Triều Tiên giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn leo thang. Mỹ, đồng minh của Hàn Quốc cũng tối Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine. Đây là cáo buộc bị cả Nga và Triều Tiên phản bác, mặc dù quan hệ hợp tác quân sự giữa hai bên có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Hồi đầu tháng 1, an ninh Nga cũng từng bắt hai người tại Rostov-on-Don bị nghi làm gián điệp, thu thập thông tin về các đơn vị quân đội và chuyển cho Ukraine. Cơ quan an ninh liên bang nga FSB thông báo về vụ bắt hai công dân nước này tại Rostov-on-Don, thủ phủ tỉnh Rostov. Những người này chủ động liên hệ với đại diện của cơ quan đặc biệt Ukraine. Sau cuộc thảo luận, họ đồng ý thu thập và chuyển thông tin liên quan đến các đơn vị của lực lượng vũ trang nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo FSB, hai người bị bắt khai nhận đã quan sát, thu thập và chuyển cho Ukraine thông tin về vị trí trang thiết bị quân sự cùng nhân sự của các đơn vị thuộc quân khu miền Nam để nhận tiền. Những người bị bắt đối mặt với cáo buộc phạm tội phản quốc với án tù lên tới 20 năm. Ở diễn biến khác trong tuần này, Nga cũng sẽ có cuộc bầu cử với khả năng cao Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục đắc cử. Như một biểu hiện căng thẳng khác giữa Nga và Mỹ, Cục Tình báo Hải ngoại Nga SVR cáo buộc Mỹ cố tình can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống tại Nga, đồng thời cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thậm chí có kế hoạch tấn công mạng nhắm vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của họ. Washington trước đó cũng nhiều lần tố Moscow can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016 và 2020 ở Mỹ, song Nga đều bác bỏ. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước tái khẳng định quan điểm trên, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ của năm nay. Tuần trước, Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Moscow để cảnh báo khả năng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ được cho là đang can thiệp vào công việc nội bộ của nước Nga thông qua các hành động có tính chất lật đổ và lan truyền thông tin liên quan cuộc bầu cử. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cũng yêu cầu giới chức Mỹ kiềm chế những hành động có thể khiến quan hệ song phương trượt xuống vực thẳm. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tới Mỹ vào sáng ngày 11 tháng 3 giờ địa phương, cùng với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Theo TVB World, một số chủ đề dự kiến được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo Ba Lan với Tổng thống Mỹ là tình hình hiện tại của NATO sự mở rộng của liên minh trong tương lai, việc hỗ trợ cho Ukraine cũng như quan hệ hợp tác mỹ ba Lan và việc ba Lan mua vũ khí Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre nhấn mạnh các nhà lãnh đạo sẽ tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc trong việc bảo vệ Ukraine trước hoạt động quân sự của Nga. Trước chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Andrzej Duda triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia với sự tham dự của các chủ tịch Hạ viện và Thượng viện, Thủ tướng, người đứng đầu Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ và Hành chính cùng các quan chức khác. Mục đích của cuộc họp là đảm bảo rằng giới lãnh đạo Ba Lan có quan điểm thống nhất về vấn đề an ninh quốc gia. Tổng thống Duda và Thủ tướng Tusk đều tuyên bố rằng vấn đề an ninh phải trở thành ưu tiên quốc gia để đoàn kết tất cả mọi người ở Ba Lan, không có ngoại lệ. Trước cuộc gặp ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Duda dự kiến gặp lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Cuộc gặp tại Washington DC diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ba Lan gia nhập NATO 1999-2024. Theo đại sứ Mỹ tại Ba Lan, Mark Brzezinski, Ông Joe Biden có vai trò then chốt trong việc điều phối quá trình mở rộng NATO và cuộc gặp sắp tới sẽ tái khẳng định tính hiệu quả trong hoạt động phòng thủ tập thể của NATO. Nhà ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh ý định của ông chủ Nhà Trắng là bày tỏ lòng cảm kích tới chính quyền Ba Lan vì sự hỗ trợ trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông bình luận, việc cả Tổng thống và Thủ tướng Ba Lan cùng đến thăm phòng bầu dục, bất chấp những khác biệt về chính trị và ý thức hệ, phản ánh sức mạnh của quan hệ Mỹ-Ba Lan dựa trên lợi ích chiến lược chung hơn là liên kết chính trị. Ở diễn biến khác, Ba Lan trước đó đã ký hợp đồng với Mỹ về hệ thống chỉ huy phòng không và chống tên lửa tích hợp cho giai đoạn thứ hai của hệ thống phòng không tầm trung Isla và chương trình phòng không tầm ngắn Nareo. Hợp đồng do Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wadislaw Kosiniak Kamis và Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mark Brzezinski ký. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Kamis mô tả sự kiện là một ngày tuyệt vời đối với Ba Lan, Mỹ và NATO. Mối quan hệ lâu dài và liên tục đã giúp cho Ba Lan có được bộ não hoạt động cho các hệ thống phòng thủ phòng không và chống tên lửa của mình. Đó là một vấn đề lớn đối với sức mạnh phòng không của Ba Lan. Bộ trưởng Kamis cũng cho biết bảo vệ không phận Ba Lan là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và chính phủ Ba Lan đang nỗ lực hết sức để thực hiện điều đó. Với chương trình Isla và Nariu được vận hành bởi hệ thống chỉ huy hiện đại, Ba Lan sẽ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Mỹ có hệ thống chỉ huy tích hợp này. Cơ quan vũ khí Ba Lan cho biết hợp đồng được ký kết có giá trị là 2,53 tỷ đô la Mỹ sẽ được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2031. Ông Mike Lee, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ở bang Utah đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Lee cho hay nếu Ukraine gia nhập NATO thì Mỹ nên đứng ngoài. Đây là điều rõ ràng và đơn giản. Chúng ta phải vạch ra một lần danh đỏ đối với NATO. NATO chỉ có thể có Ukraine hoặc Mỹ. Bình luận của Thượng nghị sĩ Mỹ được đưa ra sau những tuyên bố gần đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ông stoltenberg nói ukraine hiện đang tiến gần đến nato hơn bao giờ hết chúng tôi hỗ trợ cải thiện khả năng tương thích của lực lượng vũ trang ukraine với các đồng minh của chúng tôi chúng tôi đang cùng nhau mở một trung tâm phân tích huấn luyện và giáo dục chung mới ở ba lan chúng tôi cũng đang tăng cường mối quan hệ chính trị thông qua hội đồng nato ukraine nơi chúng tôi cùng nhau tham khảo ý kiến và đưa ra quyết định việc ukraine gia nhập nato không phải là vấn đề có hay không mà là khi nào Nga gần đây đã đạt được một số bước tiến đáng kể ở miền đông Ukraine, trong khi đó Kiev lại gặp khó khăn trên chiến trường do thiếu đạn dược và viện trợ quân sự từ phương Tây. Một số nước châu Âu đã bày tỏ lo ngại rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn hơn giữa Nga và NATO. NATO đã thực hiện một số bước để củng cố hệ thống phòng thủ dọc biên giới phía đông trong những tháng gần đây, bao gồm tiến hành huấn luyện cho hơn 90.000 quân từ tất cả 32 quốc gia thành viên ở các quốc gia có chung biên giới với Nga như các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan. Trong khi đó, Nga cho rằng phương Tây muốn kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách củng cố khả năng quân sự của Kiev. Cuối tháng 2, Nga cảnh báo rằng NATO sẽ vượt quá giới hạn nếu các thành viên liên minh gửi quân đội của họ đến chiến đấu ở Ukraine. Trước đó, theo tờ Bill, Đức đã chuẩn bị cho một viễn cảnh xung đột giữa NATO và Nga, trong đó Berlin dự đoán Đức có thể là một trong những mục tiêu hàng đầu nếu Nga tấn công NATO. Kế hoạch mô tả 4 giai đoạn riêng biệt đề cập tới nguy cơ xung đột hạt nhân nhằm vào các quốc gia thành viên khối. Cụ thể, giai đoạn đầu tiên có liên quan đến một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm chia rẽ người dân Đức và gây bất ổn xã hội. Ngoài ra, Đức dự đoán Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Đến giai đoạn 2, Điện Kremlin sẽ triển khai quân tới biên giới với NATO, một động thái các nước phương Tây đã cảnh báo từ trước. Các cuộc tấn công mạng và phá hoại trên đất Đức sẽ diễn ra song song với hoạt động quân sự này. Trong đó các vệ tinh cũng là mục tiêu tấn công trong chiến dịch. Giai đoạn 3 bao gồm các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường và các phương tiện phi thông thường cũng nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Đức. Kế hoạch cảnh báo giai đoạn đỉnh điểm xung đột có thể bao gồm các cuộc giao tranh trên bộ, trên biển cũng như trên không trong phạm vi của Đức, đồng thời dự đoán xung đột có thể lan ra phạm vi toàn cầu. tờ bill nói rằng chính phủ Đức cũng không loại trừ khả năng Nga triển khai vũ khí hóa học và hạt nhân. Tờ Bill cũng từng đăng tải phát thảo kế hoạch từng tháng về lộ trình xung đột có thể xảy ra giữa NATO và Nga, trong đó dự đoán Moscow có thể tiến hành một cuộc tấn công mở vào năm 2025. Bình luận về bài báo này, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích các thông tin tờ Bill đăng tải là sai sự thật. Israel đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào nơi trú ẩn của giới chỉ huy quân sự Hamas. Cụ thể, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết trong một cuộc họp báo rằng Cuộc tấn công chỉ huy Hamas xảy ra từ thứ Bảy đến Chủ nhật tại một khu phức hợp dưới lòng đất ở trung tâm giải Gaza, gần trại tị nạn An -Nusayrat. Theo chuẩn đô đốc Hagari, khu nhà được sử dụng bởi hai thành viên cấp cao của tổ chức, bao gồm Mawan Issa, cấp phó của Mohamed Deif và là một trong những người lên kế hoạch cho vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 tại Israel. Ông Mohamed Deif là chỉ huy quân sự của Hamas. Nếu cái chết được xác nhận, Mawan Issa sẽ là quan chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel loại bỏ trong cuộc xung đột kéo dài hơn 5 tháng đã tàn phá vùng đất Palestine. Một số nguồn tin cho biết Issa, Deif, Sinwa và em trai Mohammed đã tự ý quyết định tấn công Israel mà không tham vấn các lãnh đạo khác của Hamas, điều khiến họ hứng chịu nhiều chỉ trích nội bộ. Trước đó, Saleh al arouri phó thủ lĩnh lực lượng Hồi giáo Hamas, đồng thời là người sáng lập một cánh vũ trang của nhóm này, cũng đã lọt vào tầm ngắm của Israel trong nhiều năm trước khi bị sát hại tại vùng ngoại ô phía nam Beirut. Israel cáo buộc Al Arouri, 57 tuổi, đứng đằng sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở bờ Tây. Vào năm 2015, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Al Arouri vào danh sách khủng bố toàn cầu đặc biệt và treo giải 5 triệu đô la Mỹ cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về Al Arouri. Al Arouri cũng trở thành nhân vật chủ chốt trong quá trình hòa giải giữa Hamas với Tổng thống Syria Assad. Ông từng tự hào tuyên bố mình là một phần của trục kháng chiến, tập hợp các đồng minh khu vực bao gồm Hezbollah và Syria. Ở diễn biến khác, nhóm vũ trang Hezbollah của Liban cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và một tiền đồn phòng không của Israel ở cao nguyên Golan. Hãng Reuters dẫn tin từ Hezbollah cho hay nhóm này đã triển khai 4 UAV trong vụ tấn công nhằm hỗ trợ lực lượng Hamas tại giải Gaza. Các UAV đã tấn công chính xác mục tiêu Israel. Cao nguyên Golan rộng 1.800 km vuông bị Israel chiếm đóng kể từ, từ cuộc chiến năm 1967. Đây là vùng lãnh thổ mang ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự và tài nguyên đối với cả Syria và Israel. Nhóm Hezbollah và quân đội Israel đã đấu hỏa lực dọc biên giới phía nam Liban kể từ tháng 10 năm 2023, khi Hezbollah nã rocket vào Israel để hỗ trợ đồng minh Hamas trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Các cuộc tấn công của Israel hầu hết chỉ giới hạn ở khu vực biên giới phía nam của Liban, nhưng vài tuần gần đây đã mở rộng sang phía bắc Liban. Hồi tháng trước, Hezbollah cũng đã bắn 60 quả tên lửa Katyusha về phía một trung tâm chỉ huy của quân đội Israel ở Cao nguyên Golan. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng cả Hezbollah và quân đội Israel liên tục diễn ra. Hezbollah cho biết lực lượng này sẽ ngừng các cuộc tấn công vào Israel sau khi đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Đáng chú ý, một thông báo chính thức của Hezbollah khẳng định rằng lực lượng này đã tấn công tổng cộng 700 mục tiêu khác nhau của quân đội Israel tại khu vực biên giới kể từ đầu tháng 10 năm 2023. Số liệu được công bố chỉ một ngày sau khi IDF thông báo đã tấn công và phá hủy tổng cộng hơn 3.400 mục tiêu Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục đưa ra phát ngôn mang nội dung công kích nhằm vào lãnh đạo Mỹ liên quan đến cuộc xung đột Gaza. Theo truyền thông Israel, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News của Mỹ, ông Netanyahu cảnh báo những bình luận của lãnh đạo Mỹ khiến cho hoạt động tấn công loại bỏ lực lượng Hamas của quân đội Israel tại giải Gaza trở nên khó khăn hơn. Cụ thể, người đứng đầu chính phủ Israel cho rằng, bất đồng về nhận thức giữa lãnh đạo hai nước liên quan đến cuộc xung đột Gaza đang cổ suý lực lượng Hamas. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn kênh Politico của Mỹ, Thủ tướng Israel Netanyahu cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ đã sai lầm khi nói rằng với cách thức điều hành cuộc xung đột Gaza khiến nhiều thường dân Palestine thiệt mạng, ông Netanyahu khiến cho người Israel bị tổn thương hơn là được giúp đỡ. Mỹ là một trong những đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất hoạt động tấn công quân sự của quân đội Israel vào giải Gaza nhằm đáp trả cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel trong sáng cùng ngày khiến 1.200 người chết. Washington khẳng định tấn công Gaza là hành động tự vệ chính đáng của Tel Aviv đồng thời ra sức cung cấp vũ khí, đạn dược và hậu cần cho đồng minh. Cương quốc số một thế giới cũng đã ba lần sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ dự thảo nghị quyết do các nước trình lên tại hội đồng bảo an Liên hợp quốc với nội dung kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Gaza. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dưới sức Mỹ nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với cách thức điều hành cuộc xung đột của Israel tại Gaza, khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng. Trong khi đó, suốt giai đoạn này, Israel vẫn cần phải duy trì sự hiện diện quân sự liên tục tại Gaza. Người Israel tin tưởng Hamas sẽ không còn bất kỳ vai trò gì tại Hamas trong giai đoạn này, nhưng thừa nhận cuộc chiến chống khủng bố tại đây chưa thể kết thúc và vẫn cần được duy trì. Về cơ chế quản lý và hiện trạng tại Gaza trong giai đoạn này, nhà phân tích Salom Zerushani nhận định nó sẽ tương tự như khu bờ Tây hiện nay, nơi chính quyền Palestine đang kiểm soát. Theo đó, chính quyền của người Palestine tại giải Gaza cũng sẽ không được trang bị vũ khí hạng nặng, đồng thời không có sự tham gia của lực lượng thù địch với Israel nhà phân tích salom jerusalem tin rằng ông benjamin netanyahu cùng các cộng sự không có ý định chiếm đóng quân sự lâu dài hay thiết lập các khu định cư của người israel tại gaza thay vào đó israel sẽ kiểm soát vùng đất này từ xa bên cạnh đó thủ tướng netanyahu cho biết nếu ý của tổng thống biden là tôi đang theo đuổi các chính sách cá nhân chống lại đa số trái với mong muốn của đa số người israel và điều này đang làm tổn hại lợi ích của israel thì ông ấy đã sai ở cả hai khía cạnh chính quyền Tổng thống Biden ngày càng cho thấy họ đang mất dần kiên nhẫn với Thủ tướng Netanyahu vì bất đồng trong nhiều vấn đề, bao gồm tương lai Gaza hậu chiến sự. Những lời lẽ nói trên xuất hiện trong bối cảnh ông Netanyahu đang đối mặt với sức ép lớn trong nước khi vẫn chưa đưa được các con tin còn bị lực lượng Hamas giam giữ về nước. Việc này đã dẫn đến các cuộc biểu tình thường xuyên ở Israel cũng như những lời kêu gọi bầu cử sớm. Ông Netanyahu nói với Politico rằng đại đa số người dân Israel đang đoàn kết hơn bao giờ hết và họ hiểu điều gì tốt cho Israel. Ông cũng khẳng định các chính sách của ông được đại đa số người dân Israel ủng hộ và họ ủng hộ hành động mà chúng tôi đang thực hiện để loại bỏ các tiểu đoàn khủng bố còn lại của Hamas. Theo tờ Politico, khi được hỏi ngày 10 tháng 3, liệu lực lượng Israel có tiến vào Rafah hay không, ông Netanyahu trả lời: "Chúng tôi sẽ đến đó, chúng tôi sẽ không rời đi. Tôi cũng có một danh giới đỏ và mọi người biết đó là gì. Sự kiện như ngày 7 tháng 10 năm ngoái không được lặp lại." không chỉ rõ đích danh, nhưng Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông nhận được sự ủng hộ ngầm của một số nhà lãnh đạo Ả Rập vì đã thúc đẩy cuộc tấn công quyết liệt chống Hamas. Ông Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn với Asen Springer, công ty quản lý Politico. Họ hiểu điều đó và thậm chí còn đồng ý một cách lặng lẽ. Họ hiểu Hamas là một phần của trục kháng chiến của Iran. Thủ tướng Israel cũng bác bỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine, một chủ đề khiến Israel đi ngược với hầu hết phần còn lại của thế giới. Ông Netanyahu nêu rõ, các quan điểm mà tôi tán thành được ủng hộ bởi đại đa số người Israel. Những người đã nói sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, chúng tôi không muốn xuất hiện một nhà nước Palestine. Ông Netanyahu cũng trực tiếp bình luận về những lời chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, người cho rằng nhà lãnh đạo Israel đang làm tổn thương Israel nhiều hơn là mang lại lợi ích cho nước này. Theo Thủ tướng Netanyahu, dù ông không biết chính xác ý của Tổng thống Mỹ, nhưng nếu Tổng thống Biden nói rằng ông đang đi ngược lại mong muốn hoặc lợi ích của người dân Israel thì ông Biden đã sai về cả hai khía cạnh. Trước đó, Tổng thống Biden cho biết ông phản đối gia tăng xung đột sang Rafah và không thể chấp nhận nếu có thêm 30.000 người Palestine thiệt mạng. Ông Biden bày tỏ hy vọng vẫn có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và cảnh báo rằng việc Israel tấn công Rafah sẽ là ranh giới đỏ. Theo Bloomberg ngày 11 tháng 3, Mỹ đã hy vọng có bước đột phá trong các cuộc đàm phán trước tháng lễ Ramadan của Đạo Hồi. Thỏa thuận dự kiến sẽ dẫn đến việc tạm dừng giao tranh trong 6 tuần, và thả hàng chục con tin Israel để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn bế tắc, khi Israel cáo buộc Hamas nỗ lực kích động bạo lực trên toàn khu vực trong tháng Ramadan. Các tổ chức cứu trợ đã cảnh báo rằng tấn công vào Rafah sẽ dẫn đến thương vong dân sự trên diện rộng. Rafah giáp biên giới với Ai Cập và hiện là nơi ẩn náu của khoảng một nửa trong số 2,3 triệu dân của Gaza. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng đây sẽ là một thảm họa nhân đạo cũng liên quan đến giao tranh ở giải Gaza. Phát biểu trên truyền hình, trong bối cảnh một số quốc gia Hồi giáo thông báo, tháng lễ Ramadan bắt đầu từ ngày 11 tháng 3. Ông Hanize cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm cho việc không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông Hanize cho biết, ông đã liên lạc với các bên trung gian nhiều giờ trước khi đưa ra tuyên bố trên, nhưng không có kết quả, song khẳng định Hamas vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán. Hamas và Israel đều đang đổ lỗi cho nhau về bế tắc trong các cuộc đàm phán. Phía Hamas cho rằng Israel không chịu đáp ứng điều kiện chấm dứt xung đột và rút quân khỏi Gaza, trong khi Israel cáo buộc Hamas đang tìm cách làm gia tăng xung đột tại khu vực trong tháng lễ Ramadan. Bảo tham ướp Israel đưa tin, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Mahmoud Abbas, cho biết chính phủ kỹ trị mới của Palestine sẽ sớm được công bố và chỉ nằm dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Abbas cùng đảng Fatah của ông, đồng thời khẳng định sẽ không có chỗ cho đại diện của các phe phái khác. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Arabiya của Ả Rập Xê Út, ông Habat tuyên bố Hamas phải bàn giao quyền lực ở Gaza cho chính quyền Palestine. Ông Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico, «Chúng tôi đã tiêu diệt 3 phần tư lực lượng chiến đấu của Hamas và chúng tôi sắp hoàn thành giai đoạn cuối cùng của xung đột, có thể là 6 tuần hoặc cũng có thể là 4 tuần, đồng thời nhấn mạnh thêm xung đột sẽ không kéo dài hơn 2 tháng nữa». Theo ước tính của nhà lãnh đạo Israel, khoảng 13.000 tay súng Palestine đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở giải Gaza. Trong khi đó, theo số liệu của Cơ quan Y tế Gaza, tổng số người thiệt mạng tại Gaza đã vượt quá 30.000 người, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em. Cũng trong bài phỏng vấn, Thủ tướng Netanyahu xác nhận Israel tiếp tục tiến hành một kế hoạch ở thành phố Rafah, phía nam Gaza. Chúng tôi sẽ đến đó, chúng tôi sẽ không rời đi, Nhà lãnh đạo khẳng định như vậy, đồng thời tuyên bố thêm một số nhà lãnh đạo Ả Rập âm thầm ủng hộ cuộc tấn công sắp tới của Israel nhằm vào Hamas ở Rafah. Ông Netanyahu cũng bác bỏ khả năng ngừng bắn trong tháng Ramadan trừ khi các con tin được Hamas trao trả. Nhà lãnh đạo Israel tiết lộ cũng có khả năng Israel sẽ tiến hành một kế hoạch quân sự chống phong trào Hezbollah ở Liban. Ông Netanyahu cho hay người dân đã rời bỏ nhà cửa vì lo sợ Hezbollah sẽ gây ra các vụ thảm sát ở biên giới phía Bắc với Liban. Vì vậy, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khôi phục an ninh và đưa họ về nhà. Nếu phải làm điều đó bằng các biện pháp quân sự, chúng tôi sẽ làm như vậy. Nếu có phương án ngoại giao để đạt được điều đó thì tốt. Trong một diễn biến liên quan, các bên liên quan vẫn đang nỗ lực để đạt được một lệnh ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh trong tháng lễ Ramadan. Hai nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, nước này đã liên lạc với các nhân viên cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas Israel cũng như các bên trung gian khác nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 11 hoặc 12 tháng 3. Việc Ai Cập liên lạc với Hamas và cơ quan tình báo Mossad của Israel trong ngày mùng 10 tháng 3 được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Ai Cập trong nỗ lực đưa hai bên có quan điểm đối lập lại gần nhau hơn. Vòng đàm phán mới nhất tại Cairo vốn không có sự tham gia của Israel đã bị gián đoạn. Cơ quan tình báo Mossad hôm 9 tháng 3 cho hay các bên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận, mặc dù hy vọng về việc đạt được một lệnh ngừng bắn trước khi tháng lễ Ramadan bắt đầu đang dần trở nên mờ nhạt. Bên cạnh đó, lãnh đạo chính phủ Israel và chính quyền Mỹ tiếp tục thể hiện sự bất đồng quan điểm sâu sắc về cuộc xung đột tại giải Gaza. Thủ tướng Israel đã phản pháo quyết liệt và công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với kênh Politico của Mỹ, ông Netanyahu nêu rõ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sai khi nói rằng với cách thức điều hành cuộc xung đột chống lực lượng Hamas ở giải Gaza như hiện nay, ông Netanyahu khiến cho người dân Israel bị tổn thương hơn là được giúp đỡ. Ông Netanyahu khẳng định bản thân đang hành động vì lợi ích của đất nước và cũng nhận được sự ủng hộ của đại đa số người dân Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Trước đó, Mỹ là một trong những đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất kế hoạch tấn công quân sự của quân đội Israel vào giải Gaza ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm đáp trả cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel trong sáng cùng ngày, khiến 1.200 người thiệt mạng. Washington khẳng định kế hoạch tấn công Gaza là hành động tự vệ chính đáng của Tel Aviv, đồng thời ra sức cung cấp vũ khí, đạn dược và hậu cần cho đồng minh. Cường quốc số một thế giới cũng đã ba lần sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ dự thảo nghị quyết do các nước trình lên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nội dung kêu gọi chấm dứt xung đột tại Gaza tuy nhiên thời gian gần đây giới chức mỹ nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với cách thức điều hành cuộc xung đột của israel tại gaza khiến nhiều dân thường palestine thiệt mạng